Xin chào các bạn, bây giờ là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ngày 20 tây tháng 10 năm 2020 thì tôi muốn đem đến cho các bạn một số những cập nhật mới nhất liên quan tới tình hình cùi gói hỗ trợ và tình hình mới nhất chúng ta nhận được đó chính là chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói là có một sự tiến bộ sau cái cuộc trò chuyện về gói kích thích kinh tế giữa hai bên. Một bên là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nghĩa là bên đảng Dân Chủ và bên kia đó chính là stephen Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ có nghĩa là đại diện cho Nhà Trắng. Thì hai bên dựa theo Mark Meadows thì đã tiến dần hơn về việc tìm ra những cái điểm chung như là liên quan tới cái thử nghiệm Covid-19 nhưng mà vẫn còn chia rẽ về những cái vấn đề như là biện pháp cứu trợ và bảo vệ trách nhiệm pháp lý của chính quyền liên bang và địa phương đối với các doanh nghiệp. Các bạn thấy được là đây là một trong những cái điểm mà liên tục được tranh cãi trong vòng mấy tháng qua liên quan đến là việc pháp lý bảo vệ những công ty như thế nào, bảo vệ những người đi làm như thế nào hay là liên quan đến cái à, việc là số tiền chi trả cho những chính phủ địa phương liên quan đến thử nghiệm Covid-19. Nhưng mà một trong những điều không được nói tới ngày hôm nay đó chính là cái sự khác biệt giữa cái số tiền thất nghiệp đem đến cho người dân Chúng mình cũng đã biết là cho đến ngày hôm qua chúng ta vẫn thấy là một bên có nghĩa là bên của bà Nancy Pelosi thì bà vẫn muốn là cho những người thất nghiệp là 600 đô một tuần nhưng mà bên kia có nghĩa là Nhà Trắng thì vẫn muốn là chỉ cho con số lên tới là 400 đô một tuần mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là ngày hôm nay thì đây không phải là một trong những điều mà Mark Meadows nói là cái sự khác biệt giữa hai bên và chúng ta cũng đã nhận được cái thông tin là Tổng thống Donald Trump nói và nếu như mà cái sự khác biệt giữa hai bên là con số tiền thì điều đó có thể giải quyết được. Cho nên các bạn thấy được là có thể là hai bên đã đạt được cái thỏa thuận liên quan tới tiền thất nghiệp. Và đương nhiên 1.200 đô chúng ta không nói tới tại vì cả hai bên đều đồng ý là chi ra 1.200 đô cho mỗi người. Và các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay, hôm nay là cái ngày hết hạn mà bà Nancy Pelosi đã đưa ra về cái việc là nếu như mà muốn có một cái hỗ trợ trước cái ngày bầu cử ngày 3 tới tháng 11 thì chúng ta cần phải có một cái hỗ trợ được thông qua ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lại hạ thấp cái tầm quan trọng của cái thời hạn cuối ngày thứ ba cuối ngày hôm nay mà bà đã đặt ra và có thể được là bà Nancy Pelosi cũng là người mà đã đặt ra cái thời hạn 48 tiếng đồng hồ bắt đầu từ ngày thứ bảy cái bạn thấy được là nếu như mà không có cái sự đồng thuận ngày hôm nay thì sẽ không có hỗ trợ trước cái ngày mà bầu cử đây là điều mà được nói tới nhưng mà bây giờ thì bà Nancy Pelosi đã nói là bây giờ thì chúng ta đã đạt được nhiều cái thỏa thuận và vẫn đang tiến tới để đạt thêm nhiều thỏa thuận cho nên sẽ tiếp tục bằng bạc ngày mai thậm chí là ngày mốt dựa theo những thông tin được chia sẻ bởi Mark Meadows, tránh văn phòng nhà trắng. thì tránh văn phòng nhà trắng Mark Meadows cũng đã cho biết thêm là cái cuộc nói chuyện giữa hai bên chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi và bộ trưởng bộ tài chính Stephen Nugent đã kéo dài 45 phút ngày hôm nay. đây là cái cuộc đàm phán. Và Mike Meadows nói với lại CNBC cái đài mà chuyên về tài chính của Hoa Kỳ là hai bên đã đạt được những cái tiến bộ tốt nhưng mà vẫn cần phải đi tiếp con đường này để đạt được một thỏa thuận. Cả hai bên Nancy Pelosi và Stephen Mnuchin dự định là tiếp tục nói chuyện ngày mai và thậm chí là ngày kế tiếp ngày thứ năm. Thì đây nghĩa là sao? Đây nghĩa là cái ngày hết hạn mà được đặt ra bởi Nancy Pelosi chỉ là một cái ngày mà bà ta tự đặt ra. Chứ thật ra không có hiệu lực gì hết rất rõ ràng là đã hết hạn nhưng mà cái cuộc đàm phán vẫn sẽ tiếp tục và đương nhiên đây là một cái thông tin thường cảm thấy là có thể làm cho nhiều người nhẹ nhõm hơn nhất là những nhà đầu tư tại vì những nhà đầu tư vẫn tiếp tục hy vọng là chúng ta có được một cái hỗ trợ trước ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 và những người mà đang chờ đợi thông tin liên quan đến cái hỗ trợ cũng thông hy vọng là cái cuộc đàm phán sẽ sụp đổ ngày hôm nay tại vì hết hạn và các bạn thấy được là cái sự hết hạn này không có hiệu lực Nancy Pelosi vẫn sẽ tiếp tục đàm phán với lại Nhà Trắng tiếp tục ngày mai và ngày mốt và chúng ta cũng nhận được những cái thông tin lạc quan như là Mark Meadows nói thêm là ông ta hy vọng là chúng ta sẽ có một cái thỏa thuận trước cuối tuần Bà Nancy Pelosi thì nói là chỉ cần chúng ta có một thỏa thuận trước cuối tuần thì những nhà lập pháp vẫn có thời gian để có thể viết một cái dự luật và được bỏ phiếu và cái cơ hội có được một cái hỗ trợ trước ngày bầu cử ngày 3 tới tháng 11 vẫn còn mặc dù là thời hạn bây giờ là chỉ còn có 13 ngày nữa mà thôi bây giờ đã là tối ngày 20 tây tháng 10 các bạn thấy được là bầu cử chỉ còn không tới 2 tuần nữa nhưng mà trong một bức thư mà Nancy Pelosi gửi tới cho thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ Viện thì bà Nancy Pelosi cho biết là cái cuộc trò chuyện giữa bà và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steve Mnuchin cung cấp thêm nhiều điểm rõ ràng và nhiều điểm chung khi mà hai bên tiến gần hơn tới một cái thỏa thuận và bà ta cũng cho biết là bà và Steve Mnuchin kêu gọi các chủ tịch của ủy ban hạ viện giải quyết những khác biệt về mức tài trợ và ngôn ngữ và cái điều quan trọng ở đây đó chính là ngôn ngữ. Tại vì các bạn thấy được là nếu như mà chỉ là cái sự khác biệt giữa con số thì bên tổng thống Donald Trump nói là có thể giải quyết được. Còn về cái việc ngôn ngữ có nghĩa là về luật bảo vệ doanh nghiệp và một số những cái điều khác thì cái điều này là như thế nào đây mới là điều mà hai bên đang đàm phán với nhau và bà ta nói nghĩa là Nancy Pelosi nói là tôi vẫn hy vọng là chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận trước ngày bầu cử đây là điều mà ngay cả Nancy Pelosi nói là bà ta hy vọng sẽ có thì nói tới con số thì các bạn đã thấy được là trước ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã biết là con số của bên dân chủ nghĩa là bên của Nancy Pelosi thì vẫn là 2,2 nghìn tỷ và con số của nhà trắng thì đã nâng lên lên tới gần 1,9 nghìn tỷ đô la, vẫn còn xa so với con số 2,2 nghìn tỷ. Các bạn thấy được là tổng thống thì nói tới con số 300, 400 tỷ khác nhau. Nhưng mà chúng ta có nhận được cái thông tin từ Tổng thống Donald Trump là cái số tiền không phải là điều mà tổng thống quan tâm tới nhiều nhất nữa. Nhưng mà cái việc mà nóng bỏng, cái sự mà khác biệt lớn nhất giữa hai bên trong một suốt các cuộc đàm phán thời gian qua đó chính là điều thứ nhất là viện trợ của chính quyền địa phương và các tiểu bang và cái điều thứ nhì đó chính là biện pháp bảo vệ trách nhiệm đối với các doanh nghiệp thì mình thấy được là cái điều đầu tiên đó chính là cái số tiền mà cần phải có để cung cấp cho những chính quyền địa phương để mà giúp đỡ họ trong việc thử nghiệm truy tìm covid 19 chín vân vân còn bên kia thì mình thấy được điều thứ nhì đó chính là liên quan tới cái việc mà chi tố trách nhiệm cho các doanh nghiệp có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như mà các bạn đi làm hay là các bạn nghĩ là các bạn vì đi làm vô trong hãng vô trong công ty mà bị nhiễm covid thì có phải là công ty phải trách nhiệm hay là không? Các bạn thấy được là đây là cái sự khác biệt giữa cái tư tưởng giữa hai bên một bên như là đảng dân chủ thì muốn bảo vệ học sinh một bên như là đảng cộng hòa thì muốn bảo vệ trường học một bên như là đảng dân chủ thì muốn bảo vệ người đi làm một bên đảng cộng hòa thì muốn bảo vệ những doanh nghiệp cho nên như vậy thì được rồi đây là những sự khác biệt lớn hơn giữa hai bên nhưng mà những thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay thì cả hai bên đã dần 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 tiến đến một cái thỏa thuận mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được thì một trong những câu hỏi mà chúng ta cần phải hiểu bây giờ là tình hình của đảng Cộng Hòa là như thế nào? Tại vì các bạn thấy được là những gì mà chúng ta mới vừa nói tới chỉ là cái tình hình giữa đảng Dân Chủ và Nhà Trắng mà thôi. Đảng Cộng Hòa là như thế nào? Các bạn nên nhớ là bây giờ đảng Cộng Hòa vẫn là dẫn đầu ở trong Thượng Viện hiện bây giờ. Và nếu như không được thông qua, có nghĩa là nếu như mà một dự luật nào đó mà được thỏa thuận thành công, được thông qua bởi Nhà Trắng, Tổng thống chuẩn bị ký, nhưng mà không thông qua bên cái Thượng viện thì cũng sẽ không thành công. Thì mọi người bây giờ thì đều nhìn vào Mr. McConnell có nghĩa là lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện. Thì Mr. McConnell nói là ông ta sẽ đưa một cái dự luật nếu như mà cái dự luật này đã được thông qua bởi Hạ viện và Tổng thống chấp nhận và chuẩn bị sẵn sàng ký thì Mr. McConnell sẽ chấp nhận để đưa cái dự luật này lên trên Thượng viện để mà bỏ phiếu nhưng mà bây giờ một trong những điều mà nhiều người lo lắng đó chính là cái cuộc bỏ phiếu này có thành công hay là không ở thượng viện tại vì bây giờ nhiều đảng viên cộng hòa vẫn phản đối cái việc chi tiêu quá nhiều thì có hỗ trợ đây là một trong những cái yếu tố chúng ta cần phải biết và thông qua những thông tin chúng ta mới nhất nhận được những thông tin này là được chia sẻ bởi cái tòa báo washington post thì nhiều người thì chỉ trích là Washington Post là một cái tòa báo mà rất là nghiêng về cánh tả, nghe nghiêng về đảng Dân Chủ. Nhưng mà tòa báo này đưa ra một thông tin loan truyền là trong cái uh, buổi cuộc họp bữa trưa ngày hôm nay thì Mr. Connell ở ngoài thì nói là sẽ ủng hộ và sẽ đưa cái gói hỗ trợ mà được thông qua bởi Nhà Trắng và bởi đảng Dân Chủ lên trên Thượng viện để mà bỏ phiếu. Nhưng mà ở trong một cuộc họp kín thì ông ta lại khuyến khích những người ở trong cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump là ông ta không đồng ý với một thỏa thuận kích thích trước ngày bầu cử vì ông ta lo lắng cái việc chia rẽ các đảng viên Cộng Hòa trong những ngày trước ngày bầu cử. Cho nên ông ta không hy vọng là bên của Tổng thống Donald Trump sẽ chấp nhận một cuộc thỏa thuận đến từ Nancy Pelosi. Tuy nhiên các bạn thấy được, đây chỉ là cái thông tin được chia sẻ qua Washington Post mà thôi. Chúng ta cần phải coi coi cái tính xác thực như thế nào, tại vì đây là những gì được nói tới với Mr. McConnell trong một cuộc họp kín. Thì các bạn thấy được là những thông tin ngày hôm nay thì tương đối cũng cho thị trường tài chính có một cái sự lạc quan hơn. Thị trường tài chính thì vẫn tiếp tục đưa ra một cái hy vọng là sẽ có một cái hỗ trợ và thậm chí cái giá cổ phiếu lại hồi phục lại và hồi phục lại và hôm nay các bạn thấy được là nhìn vào những chỉ số thì lại có sự tăng trưởng ngày mai nhìn vào future thì cũng có cái sự tăng trưởng rất rõ ràng là thị trường tài chính vẫn đang hy vọng là có hỗ trợ được thông qua càng sớm càng tốt. Cái thông tin liên quan tới cái ngày mà hết hạn thì đã làm cho cổ phiếu đảo chiều ngày hôm qua. Cho đến ngày hôm nay thì mới có sự hồi phục lại. Và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như mà các bạn muốn ủng hộ Thuần Capital thì các bạn có thể là bấm vào cái nút like, đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư nếu như bạn muốn theo dõi Thuận Capital để nhận được những thông tin mới nhất thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những thông tin như là cái link của Twitter, Facebook, Telegram vân vân hay là các bạn là một trader, một nhà giao dịch crypto thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một Thuận Capital chi tiết sẽ nằm ở phía dưới cái link và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.